Chào quý vị và các bạn. Sáng nay thì mây rông vẫn đang phát triển mạnh ở nhiều vùng biển dọc gần bờ từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận. Trời có mưa từng đợt và có lúc kèm theo sấm sét và rông gió mạnh. Mưa rông có thể gây bất lợi cho các tàu thuyền đánh bắt, nhất là ở vùng ngư trường khai thác cá ngừ đại dương. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa sẽ tập trung các điểm cho năng suất khai thác cao. Còn khu vực phía tây của huyện đảo Trường Sa chủ yếu là năng suất thấp cho đến trung bình. Đây cũng là vùng biển mà tiếp tục có mưa trong ngày hôm nay. Trời mưa kèm theo rông và có thể kèm theo lốc nguy hiểm cho tàu thuyền. Có mưa cho nên là tầm nhìn xa cũng hạn chế, giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km với độ cao sóng là từ 1 đến 2 m. Còn khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết đang ổn định dần. Dự báo là hôm nay mưa một vài nơi với tầm nhìn xa vẫn trên 10 km, gió đông bắc giảm xuống ở mức cấp 4 cấp 5. Tuy nhiên thì ngoài khơi xa sóng vẫn còn khá cao khoảng từ 2 đến 3 mét. Các tàu thuyền khai thác ở vùng biển gần bờ không quá lo ngại về sóng gió. Dự báo là độ cao sóng hầu hết là dưới 2 mét, gió khoảng cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên lưu ý là trời có mưa từ dọc vùng biển Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Cà Mau. Mưa giải rác làm tầm nhìn xa giảm thấp, trong đó thì vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau cần đề phòng với sấm sét cũng như là gió giật trong cơn rông. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.